Thưa quý vị, xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, thấy nhiều cảnh đời bất hạnh không nơi nương tựa, không có mái ấm để về, chàng trai trẻ Lê Thanh Hải đã cùng với những người bạn của mình kiến tạo nên dự án cộng đồng Hà Nội chung tay đừng gọi tôi là vô gia cư, nhằm giúp đỡ những người già neo đơn có một mái nhà đúng nghĩa để ở. Và trong chương mục khách mời hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ với Lê Thanh Hải, người sáng lập dự án thiện nguyện đầy ý nghĩa này. Hà Nội chung tay, đừng gọi tôi là vô gia cư là một dự án đầy ý nghĩa của một nhóm bạn trẻ được khởi xướng bởi ý tưởng của Lê Thanh Hải, một chàng trai trẻ quê Thanh Hóa lên Hà Nội lập nghiệp. Chỉ với vài lần tham gia đi phát cơm từ thiện cho những người vô gia cư, Hải đã hình thành trong mình một ước muốn là có thể làm gì đó để giúp những mảnh đời kém may mắn có được một mái nhà che nắng che mưa, không còn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Và ngôi nhà chung nằm trong con gách nhỏ trên phố An Dương, Hà Nội ra đời từ mong muốn đó, một nơi tràn đầy sự ấm áp và sẻ chia. Nơi đây có ba cụ già vô gia cư đang cùng chung sống, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, nhưng họ có một điểm chung, đó là đều nhận được sự quan tâm, chăm sóc của Lê Thanh Hải và những người cộng sự của mình. Cảm thấy là rất là may mắn là được sự quan tâm của nhất là Hải ở đây, chú tử tế đó. Ăn ở đây thì gạo cung cấp cho rồi, nuôi rồi. Nói rồi là quần áo thì có, thỉnh thoảng cũng có phát. Ốm đau thì có thuốc, ốm đau thì có thuốc đấy, đầy đủ hết đấy, không thiếu cái gì đâu. Các cháu đưa về đây thì nó, cái thứ nhất là tuổi già mà có các cháu chăm sóc, được về ngôi nhà này nắng mưa, nó không bị ảnh hưởng. Rồi các cháu... lúc mình ốm đau bình thường thì gọi thì các cháu đi mua thuốc cho, rồi gạo nước thì các cháu cứ hết thì các cháu mua. Đấy, đó là một cái tình cảm rất là lớn. Không chỉ được lo chỗ ăn ở, quan tâm chăm sóc đến những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, Hải cùng nhóm cộng sự của mình còn cố gắng cải thiện đời sống tinh thần cho các cụ khi cùng nhau tổ chức sinh nhật hay đưa các cụ tham gia những hoạt động cộng đồng. Những trường hợp như ông Quý hay ông Phương chỉ là những người may mắn đầu tiên được dự án Hà Nội chung tay tìm đến và hỗ trợ. Hành trình đầy ý nghĩa này của Lê Thanh Hải và những người bạn của mình vẫn đang được nuôi lớn hàng ngày. Nhóm bạn trẻ vẫn hàng tối đi dọc trên những con phố, trò chuyện với những người vô gia cư, tìm hiểu về hoàn cảnh của họ để có thể tiếp tục chia sẻ và giúp được nhiều mảnh đời kém may mắn hơn nữa có một mái ấm để về, một nơi thật sự là nhà. Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì chắc hẳn là không chỉ Thanh Huyền mà các khán giả cũng sẽ cảm thấy rất là ấm lòng bởi những điều thiết thực mà Lê Thanh Hải đã dành cho những người vô gia cư. Và trong chương trình ngày hôm nay thì hãy cùng lắng nghe khách mời của chúng tôi chia sẻ nhiều hơn về hành trình đầy ý nghĩa này. Xin được giới thiệu tới quý vị, ngồi bên cạnh Thanh Huyền lúc này chính là người sáng lập ra dự án Hà Nội chung tay đừng gọi tôi là vô gia cư, Lê Thanh Hải. Đầu tiên thì có lẽ là cảm ơn Hải vì đã nhận lời trò chuyện với các khán giả của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Xin chào Thanh Huyền, xin chào khán giả của đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Đầu tiên thì có lẽ là phải hỏi Hải về ý tưởng kiến tạo mái ấm cho những người vô gia cư. Từ đâu mà bạn lại có cái mong muốn này? Ngay từ đầu tiên khi mình lên Hà Nội thì lúc đấy mình được chứng kiến những cái người vô gia cư ngoài đường. Xong rồi sau một thời gian khi được đi tìm hiểu và phát quà như phát cơm, rồi nói chuyện tâm sự cùng với những mảnh đời đấy thì mình mới nhận ra rằng là thứ họ cần là một mái ấm. Ngay lúc đấy thì mình mới nghĩ đến việc là thuê một ngôi nhà, xong bắt đầu mời các cụ về ở. Từ ý tưởng cho đến việc hiện thực hóa cái mong muốn của mình hẳn là một hành trình không hề dễ dàng đối với những người trẻ như Hải cũng như là các cộng sự của mình. Vậy thì Hải có thể chia sẻ nhiều hơn với các khán giả về những cái khó khăn, những cái thách thức của mình trong cái quá trình thực hiện dự án này với những người vô gia cư không? Khó khăn thì khá là nhiều. Như những ngày đầu tiên khi bắt đầu là làm thì kinh tế cũng chưa có. Anh em cũng là hai bạn là sinh viên, có mỗi mình đi làm thôi. Thì lúc đấy cũng vay mượn bạn bè một ít, dồn lại cũng được hơn 30 triệu. Đi tìm một cái ngôi nhà thì thuê ngôi nhà mất 25 triệu rồi. Đấy thì đưa các cụ về nữa là một vấn đề khó khăn. Khi mà làm sao mà mình đến mình tâm sự được và mình mời một người mà xa lạ về sống chung với mình. Xong rồi vấn đề nữa là xác minh, làm sao biết được đâu là người vô gia cư thật và đâu là người vô gia cư giả. Rồi khi mà đưa các cụ về, vấn đề thứ hai là làm sao mà để cho các cụ sống chung hòa hợp được với nhau.
Các cụ bây giờ là nhiều khi tính hơi khó tính. Để mà ăn chung hay là sống chung nhiều thứ nó hơi phức tạp. Có cái kỷ niệm hay là những sự cố nào đáng nhớ trong quá trình thực hiện dự án này mà Hải muốn chia sẻ với các khán giả của Chính Quốc không? Những kỷ niệm đáng nhớ nhất là những ngày đầu tiên khi bắt đầu đi tìm các cụ về. Thì ngày đấy cũng chưa biết được là đâu là người giả và người thật. Thì bắt đầu đến thì bắt đầu nhiều khi là anh em cầm cái máy quay rồi. Thì những người vô gia cư giả đấy họ chạy ùa vào. Bắt đầu họ sẽ bảo là hỏi là đây là phóng viên hay như nào mà lại đi quay những cái cảnh này. Lúc đầu họ dọ nạt. Thì lúc đấy là cũng mới nhưng mà anh em khá là sợ. Rồi những cái lúc mà như có ông không có giấy tờ tùy thân ấy, phải đưa về quê. Thì gặp cái trường hợp là anh em không nhận nhau. Đưa về nhà nhưng mà em trai thấy ông là bắt đầu đuổi luôn. Thì lúc đấy mình cũng bất ngờ lắm. Mình chưa bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh như vậy. Mà không bao giờ cụ nhắc đến vấn đề là ở nhà gia đình xảy ra những chuyện đấy. Thì lúc đấy nó hơi bị bất ngờ. Thương cụ lắm. Những cái dự định tiếp theo của Hải trong tương lai đối với dự án này như thế nào? Dự định tiếp theo của mình là đầu tiên là sẽ thành lập một tổ chức bảo trợ cho các cụ cũng như là những người vô gia cư, những mảnh đời bất hạnh ở khu vực khác. Thì mình sẽ làm bảo trợ tại Thanh Hóa. Còn thứ hai là khi ở trên Hà Nội này thì một phần cũng là hỗ trợ các cụ hiện tại và hỗ trợ những người vô là người già neo đơn đang ở khu vực Hà Nội, những người mà họ không có con cái, họ có nhà cửa nhưng mà họ không được ai chăm sóc hết. Thì mình cũng đang hướng đến vấn đề là sẽ đến chăm sóc họ cũng như là một tuần một lần hỗ trợ họ với những đồ ăn hay là những đồ thiết yếu. Làm sao mà thứ mong muốn là làm cho người già hết cô đơn. Đấy là cái mong muốn của mình. Thì làm sao mà đến chơi với họ cho họ vui. Họ cảm nhận được cái tình hơi ấm tình người, hơi ấm người con, người cháu. Rất là cảm ơn những chia sẻ của Hải trong chương trình hôm nay. Và hy vọng là trong thời gian tới thì dự án Hà Nội chung tay Đừng gọi tôi là vô gia cư sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng mạnh mẽ hơn nữa, để giúp cho Hải cũng như là những người cộng sự của mình có cơ hội được giúp thêm nhiều mảnh đời kém may mắn hơn nữa, có một nơi để về và có một nơi thực sự là nhà. Cảm ơn quý vị khán giả đã cùng lắng nghe câu chuyện này với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.